Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 3 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, ngày cuối tuần, Nam Bộ vẫn duy trì nắng nóng diện rộng. Khu vực miền Đông Nam Bộ và cả một số nơi ở miền Tây nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lên đến 36-37 độ C. Còn với Bắc Bộ, hôm nay nhiệt độ đã tăng dần. Thủ đô Hà Nội đã thoát khỏi ngưỡng rét khi nhiệt độ trưa nay tăng lên đạt mức 16-17 độ C. Vùng núi cao như Sapa, Sơn La, Lạng Sơn cũng hết rét hại. Nhiệt độ trưa nay lên mức 12-15 độ C. Như vậy, sau 2 ngày rét đậm, hôm nay miền Bắc đã chấm dứt đợt rét đậm rét hại. Ở khu vực Bắc miền Trung, không khí lạnh suy yếu nên mưa cũng giảm hẳn. Với khu vực tỉnh Quảng Ngãi, hôm nay mưa rào không đáng kể, trời giảm mây hửng nắng, nhiệt độ trong khoảng từ 20-27 độ C. Còn thời tiết ngày mai, ngày 4 tháng 3, theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ngày mai trời sẽ có nắng ở nhiều nơi, nhiệt độ tăng từ 3-4 độ C, lên đến 31 độ C. Trời không mưa. Sau đây là dự báo cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, đêm nhiều mây, không mưa, trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, đêm nhiều mây, không mưa, trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Thị xã Đức Phổ, đêm nhiều mây, không mưa, trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ C. Thị trấn Ba Tơ, đêm nhiều mây, có lúc mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Lý Sơn, đêm nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ C. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị và bà con, theo Trung tâm Dự báo Ngư trường và Khai thác Hải sản, thì trong tháng 3 này, bà con hành nghề lưới vây ở vùng biển từ Khánh Hòa xuống đến Cà Mau, ra đến giữa Biển Đông và huyện đảo Trường Sa, có thể đánh bắt được sản lượng trung bình từ 100 đến 1.000 kg trên một mẻ. Còn với vùng biển ven bờ từ Nghệ An xuống đến Quảng Bình, có thể xuất hiện những điểm cho năng suất trên 1.000 kg một mẻ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Nghệ An xuống đến Quảng Bình, cũng như toàn khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió vẫn thổi đều cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km và độ cao sóng không vượt quá 2 mét. Nhưng lưu ý, trong đêm và sáng cũng có thể xuất hiện sương mù khiến tầm quan sát bị hạn chế. Trong khi đó, tàu thuyền đang khai thác ở vùng biển từ Khánh Hòa xuống đến Cà Mau, ra đến phía tây của huyện đảo Trường Sa. Tiếp tục đề phòng gió mạnh cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, gây biển động. Khả năng từ 2 đến 3 ngày tới, sóng gió sẽ giảm dần. Trái lại, vùng biển Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết khá đẹp, trời ít mưa, nắng nhiều, tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km, gió thổi đều cấp 4, cấp 5. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 3, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận khả năng có sương mù rải rác, ngày nắng. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 3, dự báo sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời có lúc nắng. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C. Đà Nẵng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. Lâm Đồng có mây, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ C.